con dậy rồi hả? Sao dạo này mẹ yêu đời quá vậy? Bộ có biến gì hả mẹ? Đâu có gì đâu, mẹ bình thường mà. Mà mẹ nấu cơm bên công ty hả? Ừ. Mà sao mẹ nấu tới hai phần vậy? Một phần mẹ nấu cho Khải. Tại vì Khải mấy nay đi công việc ở ngoài với mẹ nhiều lắm, cho nên là mẹ nấu cho Khải luôn. Chưa thấy sếp nào mà quan tâm trợ lý như mẹ luôn á. À, mẹ muốn hỏi con cái này nè. Hôm bữa mà con bị tai nạn á, mẹ có mua cho con tiếp gel giảm đau còn không con? Dạ còn. Con để trên phòng á. Mà bộ mẹ bị gì hả? Không, mẹ không bị gì trơn á. Mẹ định lấy đem lên cho Khải mượn. Tại hôm qua Khải bị chật chân á mà. Hôm qua không có đi làm mà sao mẹ biết anh Khải bị chật chân? Hôm qua không đi làm. Nhưng mà mẹ với Khải có đi ra ngoài gặp khách hàng. Con ăn sáng không? Mẹ nấu ăn nha. Dạ thôi, con không ăn đâu, con đi học đây. Đi cẩn thận đó nha. Đi cẩn thận đó, tối gặp con nha. Con đi học đó nha. Ừ, con đi cẩn thận. Thuốc con để trên lầu á. Mẹ biết rồi. Bye bye. Con bé này nhạy cảm quá, chắc là mình phải sớm nói chuyện của mình thôi. Sai sai nặng nha, bất thân đề nghị bất thân nghe. Không đúng mà. Ủa tại sao? Mẹ. Ủa tự nhiên mẹ có lỗi với mình. Con thấy á, hội chị em trên đây thân quá, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau hết trơn. Đúng rồi, mẹ thấy giống hệt con với anh Kỳ luôn á. Chừng nữa con Kỳ sau này lớn lên giống hệt vậy á. Không chắc đâu mẹ ơi. Dạo này á, con thấy con Kỳ á, nó lạ lắm luôn. Giống như là nó có chuyện gì đang giấu con vậy á. Lạ là làm sao? Hình như là nó có bạn trai á mẹ. Bạn trai? Đừng nói với mẹ là quen bạn Đạt gì bữa mẹ gặp nha. Hai đứa nó làm gì mà yêu nhau được mẹ. Hình như á, là nó quen cái bạn nam nào học lớp 10 á. Mà hai đứa nó thì lại trên tuổi nhau nữa. Con hỏi Kỳ chưa? Thôi mẹ ơi, chuyện tình cảm á, mà người ta đã không nói rồi thì thôi mình cũng không có hỏi. Nhưng mà con mà biết con Kỳ nó quen bạn trai mà nó giấu con á, là con giận nó luôn á. Mẹ nghĩ á, là Kỳ chắc là đang tìm một cái thời điểm nào đó thích hợp để mà nói cho con nghe. Đúng không? Ủa nhưng mà có gì đâu thích hợp. Con với nó là bạn thân thì có gì nó cũng phải chia sẻ cho con chứ. Nè, giống như con với mẹ vậy nè. Giờ mẹ con mình có gì cũng chia sẻ với nhau hết. Đúng không mẹ? Ừ. Thì mẹ con mình là bạn thân của nhau mà, đúng không? Ừ. Thì mình có cái gì là mình chia sẻ với nhau hết, không có giấu. Đúng rồi. Ừ. Hỏi chị em kìa con. Vui nữa kìa. Kìa cảnh này nọ vui lắm á. Con ơi kìa. Chia sẻ mọi thứ. Con nói tới như vậy rồi mà mẹ con không chịu chia sẻ nữa. À, ngồi đây. Hôm qua sao mẹ về trễ quá vậy? Hôm qua mẹ đi với bạn. Đồng nghiệp của mẹ hả? Ừ. Thôi con ăn đi nè, ngon lắm, mẹ mới chiên còn nóng hổi đó. Mà dạo này mẹ hay đi khuya quá ha.
Con nhỏ này thì công việc của mẹ mà, lúc nào mà chẳng đi khuya. Con không nhớ là mẹ làm phim hả? Nhưng mà dạo này nhiều hơn. Mẹ có gì giấu con đúng không? Đúng rồi, con gái mẹ tinh ý quá à. Đúng là mẹ không có giấu con được cái gì hết á. Vậy là cuối cùng mẹ cũng chịu nói với mình. Thật ra là mẹ mới mua đôi giày mới, đẹp dữ lắm. Hôm nào con rảnh á, mẹ dắt đi mua nha. Ngồi ăn đi, đây nè chan nước tương vô thôi ăn nó lạc đó. Rồi dạo này con làm sao? Ở trong trường có gì mới không? Kể mẹ nghe coi. Ôi, con không ăn nữa đâu. Con đi học. Ủa, con chưa có ăn gì mà Vi? Con không ăn đâu. Vi ơi, Vi. Dạ. Con đi học giờ này mới về đó hả? Con đi công chuyện của con. Lên lầu thay đồ đi, xuống nói chuyện với mẹ. Dạ. Sao hôm nay có hỏi trại cả ngày ở trường mà con không nói cho mẹ nghe? Ở trường có chuyện gì cũng không kể cho mẹ biết, làm cái gì á thì cũng bí mật hết trơn á. Sao vậy con? Đâu có gì đâu. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe nè. Có chuyện gì mẹ cũng giấu con, giờ mẹ bắt con kể cho mẹ nghe. Thật ra là mẹ không muốn giấu con, mà tại vì chưa đến lúc thích hợp. Trước giờ cái gì mẹ cũng kể cho con nghe, giờ con hỏi mẹ toàn lấp lửng không à. Vậy đâu có công bằng đâu. Mẹ xin lỗi. Thực ra là Mẹ đang quen với anh Khải, là anh của Kỳ Kỳ. Cho nên là mẹ sợ nói ra con không vui, rồi con sẽ... Có gì đâu mà con không vui. Thì nếu mà mẹ quen anh Khải, không phải, là chú Khải, thì con ủng hộ mẹ hai tay luôn. Con không buồn mẹ thiệt hả? Con không có buồn mẹ. Con buồn là tại sao mẹ lại giấu con. Thật sự là mẹ cũng nghĩ trong lòng là sẽ ra mắt cả hai bên, sẽ cho con với lại anh Khải gặp nhau. Nhưng mà mẹ còn sợ, mẹ đắn đo suy nghĩ dữ lắm, cho nên là mẹ mới chưa kể cho con nghe được. Mai mốt mẹ đừng có làm như vậy nữa. Mẹ làm như vậy á là con thấy không có vui. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi nha. Được chưa, đừng có giận mẹ nữa ha. Dạ. Vậy là mấy hôm nay á đi sớm về khuya, không có báo cáo cho mẹ biết là giận mẹ đó hả? Con đâu có giận mẹ đâu. Con làm như vậy á để cho mẹ biết cảm giác của con. Vậy bây giờ con với mẹ làm quề nha. Vi, khỏe không em? Dạo này có gì vui không? Bạn bè đâu mà nói như vậy. Vi, dạo này có gặp Kỳ không? Ủa? Hai đứa nó là bạn cùng lớp với nhau mà. Em... Sao tới rồi mà không vô nhà đi? Anh chuẩn bị vô này. Cứ thoải mái bình thường nha, không có gì hết á. Chào chú. Chào con. Sẵn có chú Khải đây, con nhờ chú Khải một việc được không? Nhờ việc gì vậy con? Con muốn tưới cái vườn rau này nè, mà nhà không có ai xách nước hết á. Chú Khải có thể nào ra đằng sau á, chú Khải xách nước ra đây tưới giùm con được không? Sao con không tưới vòi nước? Tự nhiên đi nhờ khách vậy kỳ lắm. Thì cái ống nước nhà mình nó bị kẹt rồi mẹ, dặn nước không có được. Thôi không sao, chú làm được mà. Vòi nước đâu em? Anh đi theo em. Ừ.
Đến đây nè. À, mình tới hết chỗ này hả Vi? Dạ đúng rồi. À ok. Bé Vi đã chấp nhận anh chưa? Nếu như á mà bé Vi không thích anh là em biết liền à. Xét về cái khoảng thẳng tính á thì nó cũng giống em lắm á. Anh đã ra mắt nhà gái rồi. Khi nào em ra mắt nhà trai đây? Là anh muốn em ra mắt ba mẹ em bây giờ hả? À, không, anh muốn em gặp bạn thân anh trước đã. Anh làm em hết hồn à. Bạn bè thì được mà. À, vậy để anh hẹn bọn nó luôn nha. À, mẹ ơi, cái giỏ đó hết thương. Cái gì vậy Bi? Tắt đi con. Ôi, 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 ôi,